cho vô thùng luôn. Bỏ khúc lại, khúc gốc á, không, lấy thêm cộng nữa. Bỏ cộng không à, bỏ cộng dứt thôi. Cộng kia cộng cộng thấy cầm á. Cộng điện nguồn á. Bỏ cộng điện nguồn thôi. Điện nguồn từ bên kia qua đó, đó đúng rồi đó, lấy cái ra đi. Thấy đồng hồ ra luôn. Lấy ra luôn, lấy mở tách ra ngoài luôn. Lấy ngược lại mới được. Khách hàng mua gì cũng có nè. Một cầu nhóc. Rồi, rút chốt ra trước. Coi màu nó gắn lại y cũ anh Lâm. Bấm hai nút vô, lấy nó quanh kia luôn. Bấm hai bên vô, bấm hai bên vô. Lấy ngược về bên kia lại, ừ đúng rồi. Rồi gắn dây vô lại đi. Này là tháng 7 chứ rồi tháng 6 nè, cả kiểm tra cái chất lượng mỗi tháng giống nhau không. Là tháng 7 nha, số máy này nha.
xuống hơi, xuống hơi anh Lâm. Để xuống hơi, để xuống hơi đi. Mỗi tháng mình gả hai con nha, kiểm tra để kiểm tra chất lượng của máy. Này là số máy tiếp theo. Ngày tháng 7 nha. Kiểm tra định kỳ để biết đường tốt hay xấu. Đây là số máy của tháng 7. Số máy tháng 7. Rồi. Không biết giá cho nó là làm cái cưng. Vô bên cái thùng cung tam qua chứ. Thùng rồi lại qua đó. Thấy sổ này không có giá luôn. Không có giá luôn. Để chú đổ, chú đổ chú quay phim luôn, con đi. Chú lên thì hình đây. Anh người nói tiếng luôn. Kiểm tra thứ tháng 7 kìa, nó làm giống tháng 6 không? Cái này là đợt hàng thứ hai của tháng 7 là tháng 6. Và thứ số máy là số máy gì? Số cuối 22. 22 rồi, đúng cái này luôn nè. 3 số 2. 3 số 2. Là bốn con, gã bốn con thử đó, kiểm tra thử. Cắt luôn, nó kéo cắt luôn.
chụp để dây quay này quay thôi. Gắn dây gắn nhẹ vậy. Giờ đó. Rút dây ra rồi. Thứ hai nó đóng dấu nha, thứ hai tao mới nhận hàng á. Cái con rồi ok, tiếp tục con thứ hai. Cái này là tháng 7 nha, mình phải gã kiểm tra coi chất lượng của nó có sai sót gì không, giống như tháng 6 không đó. Tháng 8 thì gã tiếp tục thêm nữa, giờ tạm thời tháng 7 đi, qua tháng 8 gã thêm hai con nữa để cho coi kiểm tra mới được. Cũng không khác gì. Ê, con này chưa lấy ra. Đây nha, đây tháng 7 nha. Tháng 6 thì đã gã hai con, ba con rồi, cho coi rồi đó. Một gió nè, phía sau nè. Số máy nè. Rồi tiếp tục gỡ tới thùng thứ hai. Sáu đúng không? Rồi, tiếp tục con thứ hai. Hỏi chú cho máy chạy không? Thử máy không hả chú? Hỏi chú cho máy thử máy không? Chú hỏi cha cái con bốn cái con chân thể với em một bao độ tính 700 thể